Em xin chào quý anh chị. Hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một lô đất ngay xã Trừ Văn Thố, sát với Ủy ban Nhân dân xã, trường học và chợ của Trừ Văn Thố, bán kính 2 km. Thì ở đây là mặt tiền quốc lộ 13 hướng chạy về Bồng Bàng, còn hướng này là chạy lên Bình Phước. Thì hướng này là chạy về Bồng Bàng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là cổng ấp cổng chào của Trừ Văn Thố. Thì ở đây là mặt tiền đường nhựa 7 m. Em sẽ chạy ngay cái vị trí này, ngay giao lộ quốc lộ, giao lộ của quốc lộ 13 này vào tới vị trí lô đất là tầm khoảng 1 km. Và từ ngay vị trí này chạy xuống xã Trừ Văn Thố thì cũng tầm khoảng 500 m, chứ cũng không tới một cây đâu, hơn 500 m xíu. Thì em tính cho nó là 2 km ngay vị trí đất. Đây là con đường nhựa chạy dọc theo kênh của Phước Hòa, mặt tiền đường nhựa 7 m, dân cư hai bên sống cũng khá là đông rồi. Đấy, thì nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư ấy thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Đây là mặt tiền đường nhựa 7 m, nó chạy thông qua đường DT750. Giữa hai ngã rẽ thì sắp tới đây sẽ có một cái ngã rẽ, là một ngã đi rẽ trái là ra đường DT750 và rẽ phải chạy theo cái đường này cũng ra đường DT750, nhưng mà ra nó xa hơn cái khúc này. Từ đây ra chỗ đường DT750 thì tầm khoảng 1 km đấy. Và hướng này cũng dạy được ra đường DT750, thì nó thông qua chỗ cây trường DT750, cây trường 2. Thì đây là một cái lô đất em nghĩ rất là đẹp. Nó nằm mặt tiền hướng Bắc, và với cái diện tích là hai lô liền kề nhau, là một lô là 5 m và một lô là 6 m, dài với 40. Hai lô đều dài diện tích như nhau, chỉ có một lô là ngang 6 m rộng hơn, và một lô là 5 m dài 40, trong đó mỗi lô có 100 m thổ cư. Đấy, thì như vậy là hai lô là 11 m và có 200 m thổ cư. Thì nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư mua để xây nhà ở, xây nhà trọ vân vân, thì anh chị hãy liên hệ ngay với em để chốt ngay lô đất, có một cái vị trí rất là đẹp và rất là tuyệt vời, mặt tiền đường nhựa mà giá cũng rất là chi là mềm luôn. Đấy, thì hai lô này hiện tại là của em chính chủ luôn, cho nên anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em để được em tư vấn miễn phí, em tư vấn chu đáo và nhiệt tình hơn, và nó rõ ràng hơn. Đấy. Thì ở trong đây thì em cũng có đây. Vâng, đây là vị trí đất. Đấy, dân cư, mật độ dân cư hai bên cũng khá là đông rồi. Đấy. Thì ở đây đường này mà chạy thẳng vào thì nó sẽ tới đường DT750 tiếp. Và đây là lô góc. Thì hiện tại em đã bán rồi, hiện tại ở đây em có tới 4 lô. 5 lô thì hai lô góc và lô sát góc em đã bán rồi. Và hiện tại em đang còn một lô 6 m là nằm ngoài đây, và một lô 5 m nằm kế đó. Và chạy theo đường đất này vào trong kia thì em cũng có một lô hơn 400 một chút xíu, tầm khoảng 450. Thì lô 5 x 24 có 50 m thổ cư. Như vậy thì cũng khoảng tầm khoảng 450. Nếu anh chị nào không có tài chính đủ thì anh chị có thể đi vào trong kia. Còn nếu như anh chị nào có tài chính cao hơn xíu thì anh chị có thể ở mặt tiền đường nhựa này với diện tích là 6 m và phía đằng trong đó là 5 m. Như vậy là dài 40, trong đó là có mỗi lô có 100 m thổ cư. Còn ở trong kia thì chỉ có một lô là có 50 m thôi, và chiều dài nó chỉ có 5, dài 24 mặt tiền đường đất. Và hai lô này là 11 m. Và hướng này đi ra chỗ quốc lộ 13 thì cũng khoảng 1 km. Và hướng này là quay lên hướng Bắc nha anh chị.
Đấy thì anh chỉ có thể nhìn từ xa với vị trí với lô đất rất là đẹp. Thì ngay cái vị trí màu đỏ này chạy thẳng xuống ngã ba Trừ Văn Thố, chưa tới 2 km nhưng mà em cho nó là tầm khoảng 2 km. Đấy, thì từ đây chạy ra chỗ quốc lộ 13 thì tầm khoảng 1 km, và từ đó chạy xuống Trừ Văn Thố thì tầm khoảng hơn 500m xíu. Đó. Thì như vậy bán kính gần 2 km thì anh chị có thể tới được Ủy ban Nhân dân xã, trường học, chợ của Trừ Văn Thố. Đấy, và nếu như anh chị tới ngay cái chỗ này thì rất có rất chi là nhiều cái tiện ích. Đấy, trường học, ủy ban và chợ, Bách Hóa Xanh, rồi Thế Giới Di Động, rồi Điện Máy Xanh cũng nằm khu vực đó luôn. Với giá là 680 triệu là lô 5m và giá 750 triệu là lô 6m. Thì như vậy, ở đây nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì hãy liên hệ với em để chốt ngay cái lô đất, vị trí rất là đẹp. Và đây chính là sổ hồng ấy. Thì ngang 6m, một bên là 40 và bên 39. Như vậy trong đó có đất ở tại nông thôn và đất ở lâu dài là 100m. Đấy. Thì anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình để chốt ngay cái vị trí lô đất rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Đấy, thì em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Các anh chị hãy cho em một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc ạ.